anh du xe quan thầy của giới lao động, một đời cần lao nêu gương phục vụ âm thầm, hy sinh phục vụ làm việc với Chúa Giêsu, khiêm nhu thành bần nêu gương sáng cho những người cha. Xin anh du xe người thợ mộc thành Nazareth, xin luôn yêu thương phù hộ cho giới lao động, luôn biết hàng say và nhiệt thành cần lao sớm hôm, yêu thương bao dung nêu sáng cho cả gia đình. Chốn dương gian danh người tỏa ngát hương thơm, nguyện người dũ thương ra tay hồ vực giữ gìn, xin thương phù hộ cầu bầu cho chúng con đây, luôn noi gương người noi gương sáng yêu mến cần lao. Xin thánh du xe người thợ mộc thành Nazareth, xin luôn yêu thương phù hộ cho giới lao động, luôn biết hăng say nhiệt thành cần lao sớm hôm, yêu thương bao dung nương sáng cho cả gia đình. Thánh Giuse xin nguyện cầu giúp chúng con, dù đời bôn ba xin cho lòng được an bình, yêu thương trọn tình làm việc như Thánh Giuse, xin noi gương người luôn yêu mến phó thác cậy trông. Thánh Giuse lao động cùng Chúa Giêsu, ngày ngày chuyên chăm hăng say phục vụ gia đình, xin thương nguyện cầu cho giới công nhân, luôn noi gương người dâng lên Chúa công khó ngày qua. Xin Thánh Giuse người thợ mộc thành Nazareth, xin luôn yêu thương phù hộ cho giới lao động, luôn biết hăng say và nhiệt thành cần lao sớm hôm, yêu thương bao dung nương sáng cho cả gia đình. Tuần Cửu Nhật khấn thánh cả Giuse ngày thứ 9, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy còn đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Lời cầu. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse biên hương dẫn gia đình đi theo đường lối Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết.
ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm. Xin cho những người cha noi gương thánh Giuse luôn khát khao tìm kiếm Chúa hiện diện trong gia đình mình. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ. Xin cho những người cha noi gương thánh Giuse kiên trì tìm kiếm Chúa dẫu có gian nan thử thách. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Xin cho những người cha noi gương thánh Giuse biên lắng nghe tiếng Chúa dặn dân khi tìm kiếm người. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Xin cho những người cha noi gương thánh Giuse trở nên người cha gương mẫu trong gia đình thánh. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Kinh cầu ông thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa con chuộng tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh thần là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Lân thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đứng sang trọng bởi dòng David. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ tông. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là bạn đứng mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đứng thanh sạch gìn giữ đứng nữ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đứng dưỡng nuôi con đứng Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đấng cai quản thánh gia thân xưa. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse cường thánh cường tình. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là đứng vững vàng mạnh mẽ. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse chịu lụy mọi đàn. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse rất ngày chính thần thà. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là gương nhân đương nhịn nhục. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thờ phải soi. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cánh ăn nên ở trong nhà. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là như cồn trù cho kẻ bệnh tần đường cày trông. Cầu cho chúng con. Ông thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Cầu cho chúng con. Ông thánh
Thánh Giuse càng ma quỷ kinh khiêm. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa nhâm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa thương son chúng con. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiêm Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh khấn ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vì bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Giuse danh Ngài là Cha công chính, xưa là bạn đứng nữ chính, nay hiến vinh trên nơi thiên đình. Giuse xin Ngài làm Cha con cái, xin Ngài ngày tháng dẫn đưa hộ phù cho các gia đình. Giuse xin Ngài dù thương chúng con, ban ơn hộ phù các gia đình, cho cha mẹ hiền con ngoan một niềm, cả nhà tình yêu Chúa xin được chung kiên. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho dân thánh Đức Bà Maria. Và dân thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta, Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nan chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.